Theo các hộ dân, cơ sở xe sát lúa gạo Quốc Phi nằm trên trục đường chính Hùng Vương, tổ dân phố 4, thị trấn Buôn Chấp, huyện Krông Anna. Mặc dù được che chắn rất kỹ, tuy nhiên bụi cám từ cơ sở này vẫn phát tán ra bên ngoài. Tiếng ồn từ các máy xay sát công suất lớn làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của các hộ dân sống xung quanh. Vào vụ lúa, tiếng máy xay sát từ cơ sở âm âm cả ngày lẫn đêm, bụi cám vung vãi phủ vào các nhà dân lân cận. Trẻ con của các gia đình sống gần cơ sở xay sát đều bị ngứa và mắc các bệnh về đường hô hấp. Nói chung là tùy theo, cũng theo một vụ, nhưng mà cái phần lớn là họ xay cũng thâm đêm đó. Cả ngày không nói, nhưng mà đêm là xay có khi cả đêm. Cái lượng bụi là khi xay sát cái quạt gió nó quạt đó, là cái bụi nó bay ra ngoài. Người ta họ có hứa với em là họ để họ làm khắc phục, nhưng mà họ vẫn để là bụi ảnh hưởng trong gia đình em ghê lắm. Mà trong khi bà già em thì đã già rồi, con em thì nhỏ, phải ăn đồ ho, cái là thỉnh thoảng là em cứ phải đi khám bệnh, mà về cháu thì cứ viêm phổi viêm đồ miết vậy. Cơ sở xay sát Bích Điệp, đường Nơ Trang Gư, thị trấn Buôn Chấp chỉ cách trường phổ thông dân tộc nội trú Krông Anna và trường mầm non Hoa Cúc hơn 10 mét. Mỗi lần gió to, bụi cám từ nhà máy phủ thẳng vào ký túc xá và khuôn viên nhà trường. Bụi trấu phủ lên quần áo, bàn ghế của các em. Đặc biệt, gần đây không khí khu vực ký túc xá của trường có mùi khó chịu. Nhiều giáo viên và học sinh phản ánh bị viêm họng vì hít phải bụi cám. Năm học 16-17 là bắt đầu có biểu hiện là bụi nó bay vào, mùa khô đó. Với cái không khí hít vào là cảm thấy rất là khó chịu. Mùi nó nặng vào họng. Và nói chung thì cũng chưa có biểu hiện gì về học sinh bị ốm đau nhiều, nhưng mà đó là những cái biểu hiện để gây khó khăn cho cuộc sống của các em cũng như là cán bộ công chức ở đó. Huyện Krông Anna là một trong những vựa lúa lớn của tỉnh Đắk Lắk với hơn 40 cơ sở xay sát, trong đó tập trung đông nhất ở thị trấn Buôn Chấp. Là sẽ thông qua cái đoàn kiểm tra để xác định cái mức độ và đề nghị xử phạt nghiêm, kêu gọi đầu tư để bố trí đưa toàn bộ các cái điểm cơ sở sản xuất, không riêng gì xây sát mà kể cả những cái sản xuất kinh doanh mà có tính chất coi như là môi trường nặng nề thì phải đưa ra khỏi khu dân cư. Về lâu dài, huyện Krông Anna đã quy hoạch khu công nghiệp rộng 30 ha ở Buôn Ea Căm, thị trấn Buôn Chấp để đưa các cơ sở sản xuất, các cơ sở xay sát vào sản xuất tập trung. Tuy nhiên, hiện do địa phương chưa chủ động được nguồn kinh phí xây dựng khu công nghiệp nên không thể di dời các nhà máy xay sát ra khỏi khu dân cư ngay được.